Mở đầu clip là đoạn phim người đàn ông lái chiếc công nông tự chế đi trên đường ngập ở Hà Nội bắn nước mưa như vòi rồng khiến cả khu phố hú hồn. Cụ thể, đoạn clip ghi lại khoảnh khắc người đàn ông điều khiển chiếc xe công nông tự chế làm nước phun xối xả vào nhà dân ven đường như vòi rồng khiến nhiều người chứng kiến tỏ ra phẫn nộ. Người đàn ông chạy xe công nông tự chế phun nước xối xả vào nhà dân khiến nhiều người trong nhà đang ngồi phải đứng dậy. Sau đó chiếc xe đi thêm một đoạn nữa, vòi nước bắn vào một quán phở khiến người phụ nữ phải bỏ chạy vào trong nhà. 3, 2, 1, go! À chà chà, trò này được củ ló đấy các bác ạ. Chơi kiểu này có phải là đỡ rạn nước tình anh em không? Ok, tôi đã ghi nhớ rồi. Lần sau mấy đứa bạn thân tới công chuyện, bao nhiêu mà không chơi. Á hà, thằng này ngon. Dám đụng bố mày. Được rồi, chuyến này tới công chuyện với tao. Bất ngờ chứ ông già? Không ngờ tới chứ gì. Ông đây là truyền nhân của Alibaba đây. Chú mà láo là anh cho một vé sang Ai Cập ngay. Chị gái này đúng là đáo để thật. Vừa nhảy giỏi mà báo cũng giỏi. Có năng khiếu đây. Hình như ở ký túc xá thì phải. Thôi thì xách ba lô lên và đi được rồi. Đặt sáng vào mỗi mùa mưa, tới một những điều gây ức chế nhất khi ra đường. Ôi trời ơi. Người đã ướt như chuột lột thì chớ, còn gặp cái của nợ này nữa thì thôi cả truồng tắm mưa luôn cho đỡ tức. Cảm giác lúc ấy sẽ ra sao, tự hỏi rằng sẽ có thế nào. Vỏ quýt dày có móng tay nhọn, móng tay nhọn thì đã có bấm móng tay. Thầy tưởng gừng càng già càng cay, nhưng lại quên mất câu nhất quỷ nhị ma thứ ba học trò. Vậy chứ mấy pha này em làm suốt, thầy đỡ thế nào được. Đúng là sôi máu thật chứ. Đã bị nó chơi cho một vố rồi còn mất bà nó quả táo. Mì siêu cay cũng không thể cay hơn cú sống này. Làm nhà có thiết kế thêm hệ thống phun sương tự động cho nó mát. Mà hệ thống này sao nhìn nó lạ lắm. Nhìn có khác gì giấm đại không cơ chứ. Chủ nhà bậy quá rồi đó. Gọi thợ về sửa ngay, chứ thấy là hơi bị mất thẩm mỹ rồi đó. Wait for it. You know the moment is coming, but you don't know where it's coming from. Is it the bloke in the front? Is it the bloke at the back? This sounds like I'm commentating a porn. There it is. The bike goes in the... Thấy người ta làm được ngon lành nên cũng ngựa ngựa tưởng mình làm được. Ai mà có dè, người ta là con của bố mẹ, còn mình là con ghẻ của tạo hóa. Man ok, cú này chắc dập luôn quả cầu sống mũi chứ đùa. Hay à, đúng là sân hút của cái bọn lắm lông này không phải đậu vừa rang các bác ạ. Ai rồi cũng phải mê thôi. Nhìn thì nhìn sơ sơ thôi. Nhìn kiểu này hơi bị mất liêm sỉ rồi đấy nha, human. Người ta tự biết mình cu te. Ây da, đúng là mê trai đầu thai vẫn chưa hết. Con tôm này kiếp trước chứ cũng dạ trai lắm đây. Giờ biến thành con tôm rồi mà vẫn chui vào quần không có miếng liêm sỉ nào kiểu này thì hơi bị ố về rồi đấy. Mê thì mê, chứ giá đem đi xào rau hết thế này thì không ổn rồi. Dale, 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 dale
Dịch vụ của chúng tôi không có gì ngoài vừa rẻ vừa nhanh mà được cái chữa lợn lành thành lợn què. Bà nói chứ, chắc chủ xe cũng muốn chữa thề lắm. Sao mới đầu không nói vậy đó? Nói được thì làm được giùm đi trời. Cây tươi nhờ. Đi cắt tóc cho đẹp trai. Cắt xong không những thất vọng mà còn tuyệt vọng mẹ luôn. Đã thấy thành thạo còn mất dạy nữa chứ. Chuyến này mà phát con đầu này đi tán gái thì còn đúng cái nịch. Mẹ nó tức. Ôi trời ơi. Khi bạn phụng về VL nhưng lại tưởng mình là Master Chef, chắc tưởng Golden Ramsay nhập nên cứ thích làm khùng làm điên đây mà. Ôi dài ơi. Kẻ cắp gặp ba gia đã sợ rồi, gặp mẹ cha nội lực điền thêm hai con pitbull nữa. Ủa thì chuyến này xuân này con không về luôn. Chuyến này là tới số rồi. Xin vĩnh biệt cô. Mày không hớt được bao con trai. Tobi không như tình yêu. Ông đầu bếp kiểu bố mày là trò đùa của chúng mày đấy à. Ông đây không phải người vô lý đâu nhé. Bảo đàn ông luôn là những đứa trẻ chưa lớn thì lại tự ái. Chứ xem có miếng trưởng thành nào chưa. Rồi đã tới khúc nghiêm túc chưa. Chân thành cảm ơn các anh em thiện lành đã ủng hộ những video của chúng tôi. Nếu thấy video hấp dẫn thì hãy nhấn like và đừng quên nút theo dõi nếu muốn xem thêm những video thú vị như thế này nha. Mãi yêu.